Dạ, ốc nhỏ miền Tây xin mến chào ông bà, cô chú và các anh chị. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Vui vẻ. Đầu video cho ốc nhỏ miền Tây xin gửi lời chúc sức khỏe tới ông bà, cô chú đang xem kênh. Hôm nay mấy cha con của con sẽ đi săn bắt. Bắt con gì ăn con đó nha ông bà, cô chú. Hôm nay mẹ nói bắt vui quá, mẹ đòi đi heo nữa nghe ông bà, cô chú. Xin mời ông bà, cô chú cùng đi heo với cha con của con luôn. Mẹ xin đi đồng vui quá. Đi anh ơi. Hôm bữa mẹ nói bắt cua bắt cá vui lắm á cả nhà, nên là đợt này đợi đi heo nữa cho bắt nữa, tại gấp rồi hết luôn. Lâu rồi mấy cho con không đi qua đồng ô luôn vậy, cái thằng lúa nó chỗ bông nó chỗ hạt này cả nhà, nhưng mà nó chưa công chín nha, chuẩn bị chụp chuột rồi cả nhà. Chụp cái gì mày? Đất ba cái sâu quá trời, nó sâu. Bên này có lý không? Bữa nay cắt này không biết giá cả làm sao, cũng không biết nữa. Thấy chuột cũng giảm nha. Quá trời, bỏ hôm trước nay quá lâu rồi, sâu nó đục trái rồi. Thấy mưa này cạn rồi, bắt coi có cá không? Chắc có mưa cơm xuống đây. Ví dụ mấy cha con mình sẽ bắt đầu đi xuống bắt, em mất quá chơi thì sẽ cầm đồ. Coi có hang cho con mình tính làm ngoài đồng luôn đó nha, nên là sẽ đem hang ít đồ. Được con cua nè con ơi, vô. Em bỏ hàng được một con cua. Vô mẹ ơi. Để còn con nào nữa hả? Ở đó có một cái hàng cua. Này hàng cua em đào thắng vô cho nó sâu vô dễ bắt này. Sâu dữ lắm anh nè. Sâu dữ lắm. Tay em thọc vô không có vừa, anh thọc vô thử coi. Vua. Đúng rồi, hay quá chơi. Cái này mày rất là sâu. Tay của em như bự như của anh thọc vô vừa. Wow. Một con cua. Ở đây mẹ ơi. Đây, cua nè em. Rồi, cho vô mẹ ơi. Sâu quá mà thọc vô không vừa. Đây có cái cây tầm ruột rồi đó nha. Bé đây non. Mấy trái bự này nè. Mẹ xin chùm tầm ruột gốc tiên nha. Tiên khoái lắm, khoái tầm ruột lắm. Sao con cầm được đây con. Nè con bẻ đi. Đi chơi mình xin một ít trái để ăn. Xin mời cả nhà ăn tầm ruột nha. Dạ mời cả nhà ăn tầm ruột. Bây giờ mấy chị con mình chưa bắt có cá, có cua mà. Được là ruột chua. Chua hả mẹ? Mình cũng ngon con. Chưa. Chưa. Ờ em ơi con cá lóc em ơi. Em ba con cá lóc thôi rồi em ba. Cá mẹ. Bự không mẹ? Bự vừa nhỏ nhỏ vừa vừa hả? Ờ ừ. Quá chưa. Có nắm lắm con. Chưa nắm được. Ừ, mẹ làm hồi hộp quá. Kiếm gì mẹ? Khó lắm. Cha cá lóc nè cha. À, mẹ dính cá lóc nè nè em ơi. Nè em ơi vô nè em. Ơi. Em ơi. Có mẹ ơi. Nằm nè. Đó. Có hay. Bắt cá thùng mẹ ơi. Hay quá mẹ ơi. Cái này cũng trọng trọng cái nha. Bây giờ con mình đi trên cái đường này nè, nước nó bị nó cạn khô rồi. Hy vọng mình sẽ bắt chúng. Cha phát hiện thêm một ổ cá nữa cả nhà ơi. Qua mẹ. Mẹ xuống tiếp cha mẹ ơi. Để em đẩy cái ổ này lại để nó ăn. Thọt ơi, thọt vô ơi. Thọt vô mẹ ơi. Ê. Ơi. Ê. Dính chưa? Cá lóc, cá lóc. Em chưa dính. Em dính cá gô rồi. Có chừng nghe. Từ từ nha mẹ. Mẹ em ba ơi. Wow, con cá gô. Cho vợ thùng. Còn anh ơi. Đi. Ừ, bác ơi. Đây con cá gô à. Đây con. Đem cái lóc đi. Em hứng đi. Con bỏ qua đây đi con. Đem thảy bên đây. Giờ em bắt được con cá gô ơi. Ủa cá gô nữa hả? Wow. Wow. Hay quá mẹ ơi. Cá gô. Còn không mẹ? Ủa cái hang đó vậy mà nhiều ghê. Mẹ pha mẹ ham là vậy đó con. Còn hết anh.
cá lóc em ơi. Làm hơn cho anh đâu rồi. Cá lóc à. Nè, qua đây bắt cá lóc rồi. Anh bắt đi. Cho nó đi ra. Nè, ấy hàng đó hàng, bà chừng chạy ra ha. Còn hàng đó hàng. Hết hồn. Còn mấy hàng. Nắm được chưa? Vâng nè. Đó, chạy ra em đó. Đó. Được chứ mẹ? Đó. Hôm nay là cá về tay mẹ hết rồi. Rồi hết rồi. Hết rồi. Hết rồi chà. Wow, một cái hang mà mấy con rồ với một con cá lóc nữa. Quá tuyệt vời luôn. Mẹ thọc thì cho bắt cua nè nghe con. Nè. Yeah. Ui cái càng nó đỏ luôn. Cua này là như giống con giống tương tự giống con bạc khía á con. Dạ. Còn đó. Bà dùm dấu em. Dạ. Đây là cái gì? Không biết chắc là cạn rồi. Nè, mẹ là con cua đó nè con. Nè, em ba. Gì mẹ? Vô nè, em ba. Ôi ơi. Mẹ bắt con cua đó cua gì cha? Cua đó cũng như kêu con gì anh giống con bắt cái hát. Còng. Không phải con còng, con còng khác con. Cua lửa. Cua nhỏ nhỏ đó nha. Mà tím tím á. Cua đây nó không nhau bự anh. Nó nhỏ như không nè. Nè con. Tàn mẹ. Tàn mẹ bắt cua lửa không à. Đó. Vì đó con nướng ăn nó mềm nó ngon lắm đó con. Cua bự con nha không nổi đó. Dạ chỉ mẹ cái ăn cua ở đây nè mẹ ơi. Ăn cua kìa em. Đây cá lồng tôm đó. Ăn cua đó. Dạ đó. À, đó đây đằng này con thịt kìa. Mẹ đó lấy cục đó ra dịnh ra. Ừ. Cái này đóng cửa nhà đó mẹ ơi. Cua này nhỏ nhỏ không mà con ơi. Nha. Thôi đi. Nè con. Thôi, thả đi. Thôi về thả nha. Đó, nó nhỏ quá nè. Nãy giờ mấy con mình học hết cái đường bên kia rồi, giờ tới cái đường bên đây. Trời ơi cá nè, có con cá gô hay cá gì trong này nè. Cá mẹ. Ừ lội lên nha. Ê nè 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 nè. Học quá sâu rồi con ơi. Đúng mà. Đây nó có lỗ không ta? Cái lên cho mẹ con đào. Để lên cho mẹ đậu. Rồi dính nè con. Yeah, con. Ui, cá rô cái nhà ơi. Cha còn giống dấu bên đó nữa. Còn cái gì đó nhỏ nhỏ trong này nè. Nè nè anh học tay anh học tới bằng em không? Em học là rút chậm nè. Ờ giờ cá lóc. Ừ, lóc mà giờ em nó quắt tới. Ui tay mẹ ngắn. Sợ nó đi nè cái tay em cục hơn anh á. Lóc. Cho mẹ hết luôn. Dạ rồi nè con ơi, vô nè vô. Ê. Kì quá mẹ ơi. Kì quá. Kì quá mẹ ơi. Kì quá. Cái lóc gì mà đó đưa ra mẹ con rút con ra. Cái tay mẹ nó cục cục cha. Tốt quá. Vô tới. Mẹ có mệt rồi mẹ ơi. Nãy cha có dặm một ít dấu xem coi có cá không cả nhà, giờ mẹ sẽ mò tiếp cha. Mẹ mò dậy ra rồi cha mò dậy vô. Cha ra đầu bờ. Ông ấy mò dậy vô. Bự lắm hả cha? Wow. Wow. Để vô cha. Cái chim nữa cả nhà ơi. Được chưa? Ăn cái tiền. Dạ đúng ăn được á cha. À. À vô hồn.
kiếm cá chê à? Mà có không? Không anh ơi. Giấu khó mò lắm. Tập ra em mò mò chưa? Đúng giờ của anh nào mà em mò không? Không có cá đó. Có rồi. Cái gì? Có là cá. Nó xuống không phải không cha? Ừ. Có cá có lại mò được á. Rồi cái bông này cái bông cây tượng cái nhà nó rất là đẹp luôn. Cái bông này đẹp luôn. Cái bông này chanh mắm này rất là ngon. Cái gì cha? Cái động gì là nó đi mất tiêu rồi. Đợi rất bự. Nó sợ nó đi vậy cha. Bật con rắn nữa. Ngon quá, ngon. Em còn gắn hít bự nha. Có cái đầm bụng nữa cả nhà. Mà trái nó tẳng tăng không à. Cái này là vài tháng nữa mấy chị em mình ra đây săn bắt là có rồi. Ngọt không em? Ngọt chị, mà già nó mới ngọt. À, cái gô nè em ơi, nè nè con nè nè. Cái gô hả mẹ? Cái gô. Bắt bên nó mộng bên kia bự mà cá gì mẹ ơi hai ba con cái lóc wow ôi sao vô ảnh vậy em sao em ép em qua bên đây à em qua bên nam bên này hả wow à, rồi vô rồi vô bạc rồi cả nhà ơi tiệt tẹt về luôn à cả nhà ơi về sao giờ nhà nhà. Sao qua bển về nước quá nhiều có em là bự lắm nè anh dính cái lóc rồi nè 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 chưa dính nè cầm dính chưa đó đó cái lóc đó chừng nghe chừng nghe đó cầm cái đầu đi chạy lên bờ chạy lên bờ ui đủ lên mẹ ơi đủ lên ôi mạnh lên mình không thể mà bển được cái nhà ơi ôi cái nó ngủ quá kìa giờ nè con nhóc à nãy giờ mới kìm được cái đường qua cả nhà ơi hay quá mẹ ơi được mấy cái rô nữa dạ bắt em ơi nãy giờ mình ở bên kia không có đường qua cả nhà nên là tức lắm không biết làm gì hết rô bự rồi em ơi nha. Dạ. Xuống lửa em ơi, xuống lửa cá em ơi. Nó theo à. Theo khúc nổ của em ơi. Ăn ở theo khúc nổ á. Quá trời cá rô nè. Nó nhỏ quá nên mình sẽ thả lại. Dính thêm một con cá rô bự nữa cả nhà. Mày hãy lên đây con lụm cho. Ui. Thả đi mẹ ơi. Nhỏ mình thả đi mẹ ơi. Trời ơi rồi luôn tự nhiên bữa nay con qua đây cái kia mà cha bắt cá bển không à em bắt à.
bắt ra em. Rồi em bắt ra. Em lỗ rồi chanh nè. Rồi. Wow, bữa nay cha quá hay rồi. Đổ vô còn không? Đổ lóc lại nha. Còn cái nảnh lên đây. Còn hả? Còn, không, còn. Còn. Rồi, em chưa? Chưa. Cái lóc cái gì? Không có gì, cái lóc kiến này vậy. Cái gì mẹ? Cái lóc kiến hả mẹ? Cái gì? Ừ. Cái gì? À. Ờ. Cái lóc kiến cái gì vậy? Mẹ con. Cái lá nướng cũng ngon lắm mẹ. Ê, 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 ê. Thôi đi. Cha để vô luôn cha. Rồi, cái này có lý quá. Cái mẹ con là hên thiếu một. Đi bắt cá vậy đó, kêu mẹ ăn ham. Thấy ham luôn. Kêu hang tàu nó nhảy vô. Thấy ham luôn con. Mấy tuổi về rồi chút ta nướng cá. Cha với mẹ nướng cá. Giờ bắt xong cá rồi nè. Giờ mẹ đổ cá ra bắt hết có rồi con ơi. Giờ này nó cũng trưa mà hôm nay cả nhà ơi, nó không có nắng luôn á. Nên con mình bắt cũng đủ ăn rồi nên là đi vô. Hôm nay quá trời trúng luôn á cả nhà, cá lóc quá trời luôn. Cái này là không biết là hay hay là hên nữa mẹ ơi. Có mẹ đi là hên đó con. Mẹ đi là số 1 á. Hôm nay thì làm bắt ngò luôn, bữa nay cha cũng hay nữa. Được 5 con. Con cá rô phi, con cá lóc, 4 con cá rô, 5 cua, cá lóc kiến. Bữa nay là mình ăn là nướng chua hết luôn, luôn. Nướng hết luôn. Nay mấy con mình sẽ nướng. Giờ cua ấy quá bỏ đi con ơi, nhiều quá ăn không hết rồi. Dạ. Ha con. Mình thả cua đi mẹ ơi. Mình thả đi. Ăn nhiều quá đâu có hết con. Nè, đó. Đó. Bự gì giờ mà đem làm mẹ thả. Đó. Ăn đâu có hết, quá cá rồi. Múc nước, để đây múc nước mày rửa. Cái nước mà múc mày rửa con. Này em cho con mình sẽ tạm chân ở đây cả nhà. Này cũng trống á nè. Mình sẽ nướng cá. Này quá hên. Cha qua đậu cái lò để xíu mình nướng nha. Sáng giờ cha với mẹ cũng bắt cá mệt rồi, em bữa nay em sẽ nướng cho cha với mẹ ăn. Bắt cá hàm lắm con. Ôi, thọc vô cái hang ha. Gô gô chóng. Nó vô bụi nổ là nhiều á con. Dạ. Mà khó chui. Lùm á mẹ. Anh chẳng an toàn đâu ai bắt được đâu. Khó chui lắm mà chui vô nè. Nó chạy cái mặt của mẹ nè. Quá cay rồi. Con trái này mình nướng bữa ngọn ở cả nhà rồi cái mình cạo cái dãy của nó ra. Được cá cũng thấy ham ha. Bởi vì anh hai con ham đi bắt thì đúng rồi. Mẹ cũng phái đi đồng lắm. Bây giờ thôi đi đồng bắt cá là phái đó. Mẹ không bắt mà mẹ bắt cũng hay lắm luôn á chị. Đúng rồi, hồi đó mẹ bắt ghê lắm. Đó mẹ dân lứ làm gì cũng giỏi hết trơn em. Wow, cá lóc này nó cứng cứng á nha. Nó mới vậy mau chín lắm. Rồi chín hết một bề vậy nè. Mẹ giờ cá chín này mẹ cạo dãy đi. Cho mẹ để ra đây cho mẹ cạo dãy nè con. Chết rồi. Từ từ nha em. Đúng rồi, cầm gì đó. Chưa nó dãy, đỡ lên, đỡ lên. Nóng quá. Nhưng cái lóc này nó kiểu mà nó còn còn non á. Dạ. Cái nó mềm. Thôi. Nó dễ bị chảy với cả nhà, chứ là nướng rất là mau chín luôn. Đó, hãy đen thui thôi chứ mình cạo ra là da của nó vàng êm luôn. Mềm quá chị. Nó còn cái gì là non á. Dạ. Con nướng nó mềm. Nó đâu phải như con cá kia đâu. Rồi đây là cái thằng cá lóc mà mẹ mình đã cạo rồi đang ngồi. Nó vàng êm, nó cũng bốc khói nè. Lóc nướng. Ôi, cá nướng ăn với dưa leo, đậu gọc. Một ít rau sống, chấm với mưa. Dạ, thức ăn cũng chín rồi. Xin mời cha mẹ, xin mời cả nhà dùng bữa luôn. Trước khi mình ăn uống ngoài đồng á,
thì giấy đất đai bước mặt bước mày ăn uống độ gia đình mình mạnh tay phè chân săn bắt nhiều hơn nữa, rồi cũng cá lóc nướng cũng hoàn thành. Mời cả nhà ăn em. Mời cả nhà nha. Quá. Wow. Này bị bắt nhiều lắm á, nên là bị ăn nhiều lên đi ơi. Dạ mời cả nhà nha. Đi đồng cá thấy ham thiệt. Quá trời, nó nhảy gồ gồ, bắt ham. Ham lắm mà. Bởi em ham. Mà này gì cũng vậy, có ham lắm. Có ngọt không? Cá dưới đem lên là thấm á. Ăn được mất tiên. Dạ ngon lắm luôn mẹ. Con gói gào gì đều ngon lắm. Con gói rau thơm vô à. Cá ngon ghê luôn cái này con. Bữa nay thấy cha với mẹ bắt thấy ham lắm luôn á. Con trên bờ mà con thấy ham lắm. Wow. Nè. Cái rô nè mẹ vẽ cái rô cho con ăn. Dạ xin mời cả nhà nha. Cá ngọt phê luôn á nè. Ngọt lắm. Nó cạn bắt ham lắm. Cá ngon nè con. Bởi đi đồng bắt cá gì đó, ham gì đó. Bởi anh hai con á, đi đồng bắt không chịu vô phải. Như mẹ nè, mẹ cũng trong ghiếc sáng mà đi bắt cá mà chịu thục hang đồ á con. Chứ không làm này kia mẹ dở đi đồng trong ghiếc sáng này đi đồng với mấy đứa con. Em không? Em bắt cá thục hang á. Em dòm cái hang cá nước đục. Nước đục á. Dưới ngoài, ở ngoài miệng nó láng á. Ở vô dính, có lóc. Chỉ cho bí quyết. Ngon quá. Thập vô trúng cá ha. Nó làm hồ 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 rồi. Nó chạy. Mẹ đậy lại. Mẹ sợ nó nhảy ra con. Dạ. Mẹ bắt vậy là hay lắm á. Hay vậy. Bác cũng đi hoài gì chủ quan á con. Dạ đúng rồi. Theo con thấy tay của mẹ cầm cá để mà dễ đi đúng không cha, mà không đi nữa cha. Không đi tại vì mẹ bóp con cá tại cái đầu nó vô trong mà mẹ phải nắm chuyến giữa. Nó con nắm ngay cái đầu sao được, đâu có nắm được tại nó nằm tút ở trong á, là mẹ phải nắm chuyến giữa dễ gì đi con. Cái đó kỹ thuật thiêu đặng đó đó. Mẹ được lúa với cha ha. Cha mà lúa cái lúa rồi đó, nước hơi hơi xếp xếp đó con, cắt cái bắt cua về kho lạc á. Cái bắt cua mà kho lạc hả mẹ? Cái hang đó con đâm con đạp hơi hơi à, bị cái nước vừa hơi xếp xếp đó, cái hang hơi hơi con đạp cái nó văng cua à. Cái mẹ kho lạc đem về kho lạc ha. Ồ nó ngon nghe con. Đâm đó con. Cắt gần rồi là cha con là mẹ ơi bắt cua về kho lạc ngon lắm. Bây giờ ít thôi lắm, không có gì đó con. Dạ. Giờ cua chào cũng sâu, cua bự đạp cũng sâu lắm mẹ, chứ không phải đạp dễ như mẹ. Ừ. Cua lắm. Cua đồng đầu tiên. Dạ. Cái rồng đó con. Ừ, cái rồng nướng ăn đi cá dữ lắm. Ở bên này ăn thủy luôn. Ăn đi em. Em ăn chứ. Ừ. Gia đình mình bằng thì ăn. Với mẹ đi đồng vui ở nhà buồn. Đi đồng cái cắt lúa với cha mày ha. Cắt gần rồi công cái bó lòi cái tội cái gần rồi cái mẹ. Đi bắt cua gì kho lạc. Chào đó có gì giờ bắt chắc chẳng ai à con. Đúng rồi bạn. Rồi mấy con cua bự á. Mắm yếu rồi, bắt gì là quý lắm rồi. Dạ. Cá trứng nè. Ừ. Hấp với trứng
mẹ con nấy lắm, mẹ con ra đầm rồi hả, nhân lưới cũng vậy, ít cũng lớn mất. Con hổ của mẹ hơn hiểu chưa? Ừ. Giờ đi đồng thì đâu có vui như đó, đó đi đồng á, ra đồng nhân lưới thì hú người này hú người kia mới ngựa sớm đó, vui lắm. Còn bây giờ giờ máy cắt hết trơn rồi, đâu có người đó còn đó cắt lúa vui lắm. 12 giờ có chăng lên là mẹ cha cắt hừng sáng là rồi. Cắt tay luôn hả mẹ? Tay. Ừ, các bạn có cây mới cắt ra một cái cây nữa hả con? Dạ. Cắt nữa công với bỏ không? Cha đi lòi. Chiều mẹ cha bắt công. Nhiều khi cha đem hai tay lưới gô theo. Như mùa nắng thì chiều mẹ với cha bắt công. Bắt công rồi cái chiều vô cái khuya có chăng lên mẹ cha đi cắt sáng là rồi công. Cắt gần rồi cái mẹ có hăng cua của mẹ đạp mẹ đi bắt về đặng mà ăn kho ăn, nhiều khi hồi đó cắt lúa dạ mà công hai dạ dạ gửi con rồi dạ. Là đó dạ dạ mua lắm lúa như dạ. Nhiều người ta mới mua còn ít á, cái ít mua cái mẹ để vô đó mẹ xây ăn. Wow. Tí nào đó cũng vui mẹ. Biết sao mà đạp cua nó ở cạn queo à, cua nhiều quá dạ. Nó mà ở sâu. Giờ mấy con cua bự của mình ở sâu lắm chơi. Vâng. Đào mới bắt được. Giờ cua đâu có nhiều đó là con ơi. Hồi đó mà cua kẹp mà lúa nổi á, lúa mùa mà nổi cứng ngắt nữa không? Kẹp bởi phình lên đó dạ. Gọi là lúa nổi. Cua bén lắm em. Lúa mà kẹp lúc ngang á. Đó mẹ chung với ngoại ha. Cắt lúa bờ chùa, nước vịt giá. Gặp mấy cái gà cát cho chạy con. Chạy ngang cái kêu anh lên cho em vòng với em. Cái ảnh kêu vòng đi vòng. Mẹ vòng thả dây xuống đi ba chuồng luôn con. À, mừng lắm. Rất là bơi không mà. Mấy cái xà lan cát gặp ta mừng, ta gặp mình á, ta cho có gian mà mừng, mẹ mừng lắm. Bơi đây tới vịt giá, bơi đi cắt lúa. Ở đó ngoại kìa. Hồi đó ba nghèo đi cắt cái đĩa đeo á. Mẹ sợ lắm mà mẹ cố gắng mà cắt lên cho bà ngoại. Còn nhiều ngoại có tiền. Ngoại mằng đâu ngoại có tiền đó. Đeo cái mang cái giải giò đó con. Dạ. Cắt rồi mà cứ dòm với giò mà. Lấy lưỡi hái cắt kia dòm giò dập con đĩa đeo ha. Lấy lúa cái mẹ gạt xuống nó mới xuống. Chứ nó cắm nó cứ ngắt nó no luôn nó mới buông. Nút máu của mình hết rồi. Bởi vì đó ha cắt lúa rồi đó. Ở gạch giá đồ mẹ đi dữ lắm. Thế rồi quá mà. Ừ, mà mẹ có thể cố gắng cắt cho ngoại có tiền đó. Về đừng có tiền bạn ngoại mình đó chào đó khổ lắm con ơi chứ không phải như giờ. Con đâu. Giờ khỏe. Như con bây giờ con khỏe lắm. Ra nước màu thắng không đâu mua đâu. Mắm nấu. Giờ là ra chợ là có chứ. Mua không? Hồi đó chắc không có chợ hả mẹ? Có chợ không mẹ? Đứa có chợ mà chợ nhỏ nhỏ. Chợ bán đồ cũng nhỏ chứ. Con đồ không có như giờ. Đó như mấy con đi học đó, đó mẹ mua xe đạp cũ đồ của mấy con người giàu người ta đó. Cho mấy con đi học. Ừ. Còn bây giờ nó sung sướng hỏi lặng đó con. Bây giờ đi học bằng xe máy mẹ. Ước gì hai con á, xin sách đó, xin sách đó con, dạ. Bộ sách cũng mấy trăm ngàn á, đúng rồi. Xin không đó, nhớ lại sơn trường. Có rồi kiến ước tiền, dạ. Rồi kiến hả con, à. Dạ thì mấy cha con cũng đã dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Xin phép cả nhà khép video ở đây. Mong cả nhà cho Út Nhỏ Miền Tây xin một lượt like và một lượt đăng ký để cho cha con có nhiều động lực ra những video hay hơn nữa nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.